Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 5 giờ sáng của ngày 19 tháng 7 năm 2021 và tôi cũng chia sẻ với các bác tôi điều thế này. Cùng với cả 16 tỉnh phía Nam đã theo chỉ thị 16 thì phía thủ đô Hà Nội thì chỗ chúng tôi đang ở thì báo cáo với các bác rằng là từ 0 giờ đêm hôm qua thì cũng đã khuyến cáo là mọi người dân không nên ra khỏi nhà và dừng các dịch vụ không thiết yếu. Và bên cạnh đó là rất nhiều, nó cũng gần như là, nó không phải là chỉ thị 16 nhưng cũng gần như là chỉ thị 16 vậy. Chia sẻ với các bác đôi điều như thế cũng bởi vì cái hiệu ứng về phía Nam á, cho nên rằng là ngay buổi chiều hôm qua thì các quầy kệ của các siêu thị, một số siêu thị là cũng đã bị vét sạch hàng luôn. Nhưng mà tôi tin rằng là khác với cả thời kỳ trước thì với cả đợt vừa rồi thì các liên quan tới các nhu yếu phẩm từ ngày thì đảm bảo đầy đủ. Và ngày hôm nay thì buổi sáng tôi xuống đã thấy đầy ắp rồi. Báo cáo với các bác là như vậy. Đây là một tín hiệu rất là đáng mừng. Chúng ta phải hiểu như thế này này các bác này. Khi mà tôi đưa một loạt những cái vấn đề liên quan tới Ban Chỉ đạo Cung ứng Hàng hóa và Dịch vụ Thiết yếu ở Bộ Công Thương, rồi một loạt các vấn đề khác liên quan tới việc xử lý dịch bệnh tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, thì báo cáo với các bác, rất nhiều người vẫn có một cái tư duy mà chúng ta gọi rằng là tư duy thủ cựu. Tôi không biết trả lời với các bác một cái mô tả thế nào để cho hợp lý, nhưng đó là một cái tư duy rất là thủ cựu. Và chính cái tư duy đấy làm cho dân chúng ngày càng xa rời với chính quyền, với nhà nước. Nhưng thực tế thì ra làm sao? Thực tế thì ngay cả trong bản thân chính quyền thì cũng đã có tư duy rất là khác rồi. Chúng ta thấy rằng là Thủ tướng Phạm Minh Chính là lăn lộn, lăn xả ở khắp mọi nơi. Và trong ngày hôm qua thì cũng đã có một cái văn bản gửi tới 7 bộ ngành, bao gồm Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp, Bộ Công Thương, rồi Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và một số bộ ngành khác, để thành lập các tổ công tác và yêu cầu rằng là phải có một thứ trưởng đứng ra để đứng đầu của tổ công tác đó để mà đảm bảo trong cái tình hình dịch bệnh. Trước đó thì Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng thành lập hai cái tổ, một là liên quan tới tổ để mà làm kinh tế đối ngoại thì do Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, và một tổ nữa thì là do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư là anh Dũng Bầu, là anh làm tổ trưởng. Trong vừa rồi thì sáng ngày Chủ nhật thì không nề hà ngày nghỉ thì Bộ trưởng Bộ Công Thương là Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp là ông Lê Minh Hoan cũng đã họp với nhau và cùng nhau cam kết rằng là nếu như không đủ cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu liên quan đến nông nghiệp, nông sản và các loại rau củ quả thì Bộ sẽ chịu trách nhiệm trước nhân dân, trước chính phủ. Đó. Mà hai cái ngành này phải chịu chứ không phải là hai cái bộ phải chịu. Đó. Để chịu trước nhân dân, trước chính phủ về những cái chức được của mình. Các bác có thể cho thấy rằng là thấy từ những sự kiện đó thì có thể thấy rằng là mặc dù ở trong chính quyền vẫn còn nhiều người, và tôi nói rằng là con số không nhỏ đâu. Ví dụ ngay cả cái ban chỉ đạo đó, 8-9 người thì 8 người vẫn loanh quanh ở Hà Nội trông không có làm việc gì cả. Thì bằng những cái tiếng nói của những con người mà thật sự báo cáo với các bác rằng là họ không ngại để nói lên điều này. Và từ đó tôi tin rằng là chính vì những con người đó mà chính phủ lắng nghe, chính quyền lắng nghe và từ đó đưa ra những cái giải pháp và giải quyết rất là quyết liệt. Tôi thì cảm thấy rất là may mắn ở trong cái thời kỳ này, bởi vì là các lãnh đạo thực sự họ không thủ cựu như là những cái người mà cứ nhảy vào kênh của tôi để nói hay là một số kênh khác, để các bác thể thấy rằng là nhiều khi lời khen hay là cái lời bảo vệ một cách quá đáng, thái quá, nó lại như là cái liều thuốc độc. Bởi vì là từ đó chính quyền không thể nào biết được những cái thông tin chân thực, cái sự thật đang xảy ra, cái thực trạng đang xảy ra ở đất nước, để mà từ đó có những quyết sách đúng đắn như vừa rồi. Đó. Để chia sẻ với các bác đôi điều như thế, để các bác thể hiểu rằng là chính quyền bây giờ rất khác với cả ngày trước rồi. Mặc dù vẫn còn có những cái tồn tại và yếu kém. Nhân đây thì vừa rồi tôi cũng xin chia sẻ với các bác một cái bài viết rất là hay, cũng một vài hôm rồi, từ hôm 18 cơ, sáng ngày 18, là của doanh nhân Nguyễn Hoài Bắc. Thì doanh nhân Hoài Bắc là tôi cũng vô tình thôi. Đó, thì doanh nhân Hoài Bắc là một doanh nhân Việt Kiều,
và về đầu tư tại đất nước. Và trong anh lúc nào cũng chăn trở một cái để mà làm cho đất nước được phát triển, đất nước được tốt lên. Và anh cũng tham gia rất là xông xáo trong các việc mà không phải là đi tài trợ bỏ tiền từ thiện, mà bằng cách là phát triển kinh tế, bằng cách là góp ý cho những chính sách của nhà nước, bằng cách là tác động mối quan hệ trực tiếp của mình đối với chính quyền, và bằng cách ví dụ như là công nhân các thứ nữa, rồi hỗ trợ mọi người ở phía của Hải Dương ngày trước hay là phía Bắc Giang, Bắc Ninh vừa rồi, và đợt tới là có thể làm nhiều việc nữa. Thì doanh nghiệp Hoài Bắc có những cái trăn trở mà phải nói rằng là nhiều khi cũng hơi xến sủa một chút, tôi cũng chia sẻ với các bác như vậy. Nhưng mà đó là những cái lời tâm huyết thực sự. Thì trong cái bài ngày hôm nay, tôi xin chia sẻ với các bác một bài viết rất là hay của doanh nhân Hoài Bắc. Tôi sẽ để một cái link, có thể để một cái link ở phía dưới để các bác có thể tìm hiểu về doanh nhân Hoài Bắc trong Facebook của anh đấy, và chúng ta cùng xem xét như thế nào, đánh giá. Chia sẻ với các bác là như vậy. Còn bây giờ thì tôi xin phép chia sẻ một cái ý kiến. Thuốc đắng thì dã tật, tôi nói thật là thế. Và muốn chữa bệnh thì thật sự là cần phải liều thuốc cực đắng thì mới được. Thì hôm ngày 18 tháng 7 thì doanh nhân Hoài Bắc có viết một cái bài như thế này. Nhưng tôi tin rằng là với những lãnh đạo mà chính trực ấy, thì họ coi đây là một cái góp ý rất là chính xác để cẩn trọng hơn trong những lời nói của mình. Thì bài viết của doanh nhân Hoài Bắc như sau: khi phát ngôn ngẫu hứng của lãnh đạo là chân lý. Đó. Thì các bác có thể thấy rằng là rất nhiều vấn đề tồn tại của các cấp chính quyền đã được doanh nhân nói và đưa ra đợt này. Thật là lạ, khi thế giới ngày một phát triển, một sáng tạo ra cái mới, cái tốt để phục vụ con người, những cuộc cách mạng trong khoa học, những quan điểm đường lối lãnh đạo đều được phản biện, tranh luận trong nội bộ hoặc công khai trong xã hội vô cùng quyết liệt để tìm ra phương pháp, giải pháp tốt nhất. Nhưng ở một vài quốc gia lãnh thổ thì trái ngược, chỉ cần một câu nói bâng quơ, không chủ định, rất ngẫu hứng của một cá nhân là sếp cơ quan, là sếp lớn đứng đầu, thì mặc nhiên trở thành định hướng, trở thành chân lý, đúng sai có người chịu, cả đơn vị, cả cơ quan, rộng hơn là cả xã hội, học theo, làm theo và nói theo. Mặc dù ai cũng biết, cũng hiểu phát ngôn này, lời nói này rất là tào lao và không có cơ sở khoa học, không logic, không biện chứng, mà họ vẫn nghe, vẫn hưởng ứng như là những con thiêu thân lao vào lửa. Để thấy thì các bác thấy rằng là vừa rồi trước khi thành lập ban chỉ đạo cung hàng hóa thì lúc đó là Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đã nói những điều gì, thì các bác có thử là một chút để các bác quay lại để xem thế nào. Và vừa rồi anh cũng vừa nói xong. Đó. Tôi xin tiếp không lạc đề nữa, mình quay lại trở lại bài viết của doanh nhân Nguyễn Hoài Bắc. Mặc nhiên hiệu ứng do truyền thông, do báo đài là có, hiệu quả thì xấu, vô cùng tệ hại cho quốc kế dân sinh, cản đường phát triển của doanh nghiệp, đất nước và hàng triệu con người vì câu nói ấy mà đói nghèo. Tháo chuông thì phải tìm được người buộc chuông, nhưng người buộc chuông thì lại bảo thủ, cực đoan, lại có quyền sinh, quyền sát, thì ai dám và ai dạy gì để thò tay và cởi chuông, gỡ rối để mua khổ vào cái thân của mình. Buồn thay, khi người dân thất vọng về các chính sách trong lúc dầu sôi lửa bỏng thì vẽ đẹp, tròn vành, rõ chữ, hay hơn cả giấc mơ, nhưng khi thực hiện thì không thể, vô vàn khó khăn bởi các hàng rào cản lại và cũng mang tên mỹ miều là hàng rào kỹ thuật. Buồn nào hơn khi người dân chỉ biết an ủi nhau khi hàng tiêu dùng, lương thực, thực phẩm tăng giá ngoài thị trường thì trên TV của nhà nước lại nói rằng là giá không tăng, hàng rất nhiều, dân ngậm ngùi động viên nhau lên TV mà mua. Cái này thì các bác có thể hỏi anh Trương Văn Ba tại thành phố Hồ Chí Minh, của quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh vừa rồi nha. Khi các gói hỗ trợ được ban hành, tiền được giải ngân cho các đối tượng yếu thế với khoản tiền không nhiều nhưng cực kỳ quan trọng, sau một năm tổng kết lại thì chỉ giải ngân được không đến 20%, và rồi dân lại tự động viên chính mình lên TV mà lãnh tiền. Tiền lãi suất giảm để kích cầu sản xuất, để thực hiện mục tiêu kép của chính phủ được ngân hàng đánh trống, thổi kèn rầm rộ ủng hộ nhiệt tình. Doanh nghiệp tới vay thì chờ đấy, đợi đấy, chờ đến khi phá sản, đóng cửa công ty thì cũng chưa thấy tiền đâu. Phải thôi, cho vay cho mượn thì không có gì để bảo đảm, không thế chấp
thì làm sao mà đòi. Còn nói chuyện tín chấp thì sang Nhật, sang Mỹ mà vay mà mượn. Việt Nam không có cửa đâu. Nếu có cửa thì cũng chỉ có doanh nghiệp nhà nước mà thôi. À, chỗ này tôi cũng muốn nói thêm một chút để các bác hiểu rằng thế này này. Là nếu mà xét về kinh tế vĩ mô á, năm vừa rồi chúng ta tăng trưởng 2,5%, nhưng điểm kỳ lạ là tăng trưởng tín dụng là lên tận 10%. Đấy là thứ nhất. Vậy thì động cơ tăng trưởng ở đâu? Là do tăng trưởng về tín dụng hay là tăng trưởng từ hàng hóa dịch vụ? Tại sao không công bố cái số liệu rằng là, hoặc có công bố nhưng lại rất nhỏ nhẹ? Đó, nhỏ nhẹ là nói bé thôi, chứ thực ra số liệu đó là thật. Là bao nhiêu doanh nghiệp đã phá sản, bao nhiêu người đã phải ra đường, trong khi ngân hàng thì ngân hàng đua nhau báo lãi cực khủng. Các bác để ý vừa rồi, các ngân hàng đua nhau báo lãi một cách cực khủng. Vậy thì cái tiền lãi của ngân hàng từ đâu ra? Đó, từ trên xương máu doanh nghiệp hay không? Thì chúng ta cũng phải xem xét kỹ lại cái điều này. Để mà thấy rằng là chính sách vĩ mô của năm vừa rồi, năm 2020 là có vấn đề gì hay không? Đó. Tôi xin tiếp với bài của doanh nhân Hoài Bắc. Chính phủ chỉ đạo rõ ràng, quyết liệt tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhưng càng tháo thì lại càng chặt, càng gỡ thì lại càng rối. Bởi rắc rối này đang nằm ở chính sách, ở quy định từ trung ương cho tới địa phương. Ai dám vượt rào, ai dám vì doanh nghiệp và người dân để một ngày đẹp trời đưa tay vào còng, đưa thân vào tù. Chuyện kể thì dài lắm, nhiều lắm, như chuyện tình Ấn Độ 1001 đêm không hết. Cuối cùng thì trăm dâu đổ đầu tằm. Người viết thì chia sẻ và lo lắng cho nhiệm kỳ này của Thủ tướng Chính phủ và nội các của ông đang đối diện với vô vàn khó khăn của những năm trước để lại. Tôi xin là, người viết chia sẻ và lo lắng cho nhiệm kỳ này của Thủ tướng Chính phủ và nội các của ông đang đối diện với vô vàn khó khăn của những năm trước để lại. Khó khăn hiện tại và tương lai của đại dịch bùng phát trên diện rộng và trong cả nước. Khó khăn về vaccine COVID khi dân số đông mà nguồn cung thì lại ít. Khó khăn về đầu tư công, đầu tư FDI và đầu tư trong nước. Đứt gãy sản xuất thì luôn thường trực và xảy ra bất cứ lúc nào. Mong Thủ tướng và Bộ Máy Tham mưu phải xử lý vấn đề cực kỳ cẩn trọng và chuẩn xác, bởi chỉ cần một quyết định sai là hỏng cả một cái bàn cờ chiến lược vĩ mô đã được hoạch định. Nếu lãnh đạo thực sự muốn dân giàu, nước mạnh, muốn dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân thụ hưởng, thì lãnh đạo phải là người tiên phong tháo gỡ khúc mắc trong chính bản thân và các chính sách do các quý ngài đáng kính lập ra. Đây là một bài viết của một doanh nhân tỷ đô. Nói nôm na thì anh Hoài Bắc cũng không kém gì với cả là anh Dũng Lò Vôi của Đại Nam đâu. Nhưng anh tập trung vào sản xuất nhiều hơn là bất động sản. Thế thì báo cáo với các bác rằng là như thế này. Đó. Thuốc đắng thì cũng dã tật. Nếu thật sự rằng là muốn làm cái điều gì đó vì dân, vì nước thì báo cáo với các bác rằng phải thực hiện đúng câu châm ngôn là dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, công khai, minh bạch, chứ không nên giấu giếm, không cùng nhau ngủ mơ một giấc mơ là như các bác có thể vừa thấy. Nếu chúng ta cứ nhìn sang một số kênh YouTube khác, chúng ta mới nhìn sang một số Facebooker khác, ra giả nói rằng là để giữ sự bình yên, nhưng bình yên là bình yên giả tạo. Nó có những cái mầm mống của sự bất an, bất bình yên đi đó. Thì lúc nào mà nó trỗi dậy thì báo cáo với các bác là vô cùng khủng khiếp. Chính vì thế chúng ta phải nhìn trước, chúng ta lắng nghe những trí, gọi là những trí sĩ, những nhân tài yêu nước thực sự, từ doanh nhân cho tới là những cái trí sĩ, rồi là những tri thức từ khắp nơi, để mà có được cái cách thức mà tháo gỡ được những khó khăn, tháo gỡ được trong lần trước. Chính phủ đợt này các bác có thể thấy rằng là rất quyết liệt. Chỉ trong vòng vài ngày, các quyết định lớn được đưa ra một cách rất là quyết liệt, và các bộ ngành phải làm việc thực sự. Thế nhưng đâu đó ở các bộ máy phía dưới á, mà không theo á, thì báo cáo với các bác rằng là cũng khó có được hiệu quả. Tôi thì mong muốn rằng là chính phủ với cả các bộ ban ngành, với cả là các chính quyền địa phương phải thật sự mạnh tay trong vấn đề này. Vừa rồi tại sao mà phía Bắc chống được dịch thành công từ Bắc Ninh, Bắc Giang, mặc dù là cũng nguy hiểm không kém như thành phố Hồ Chí Minh, bởi vì đơn giản thôi, rất mạnh tay. Và ai không làm được thì đứng sang một bên. Rất nhiều chủ tịch huyện, chủ tịch xã, giám đốc sở, phó giám đốc sở cũng đã bị lĩnh án kỷ luật rồi. Thế cho nên là ở phía Nam cũng nên rắn giỏi như vậy, để thấy rằng là chúng ta không chỉ cần trật tự và kỷ luật từ phía dân, mà cần cả trật tự kỷ luật từ phía quan nữa, để mà những cái lệnh từ phía bên trên, những cái hoạch định từ phía bên trên phải được thấm nhuần
và triển khai ở phía bên dưới, lúc đó mới có thể thành công được. Chúng ta không cần những doanh nhân, những công chức mà sáng cấp cổ ô đi chiều cấp ô về, mà chúng ta cần những người thật sự làm vì nước vì dân, và chúng ta cũng cần những cái tiếng nói phản biện một cách có văn hóa, có trọng tâm trọng điểm, và có thể kiến nghị các giải pháp. Như là tôi vừa rồi tôi cũng đã làm một số các kiến nghị về các giải pháp đó, để chúng ta hoàn toàn cùng nhau đồng lòng trong việc này, chứ chúng ta không du ngủ nhau. Nó khác hẳn với cách là du ngủ nhau ở trên một cái gì đó, tôi cũng không biết ví dụ, nhưng mà nó trên một cái lớp băng mỏng, để rồi cuối cùng rằng một ngày nào đó chúng ta lại rơi tõm xuống khi cái lớp dưới băng, cái lớp băng mỏng dưới người chúng ta lại bị tan ra. Đôi điều chia sẻ với các bác vào buổi sáng như vậy, để chúng ta có thể thấy rằng là công cuộc này cần sự đồng hành của tất cả mọi người, chứ không phải là của ai đó cả. Đó. Và mọi ý kiến đóng góp không phải là kích động như nhiều người nói, mà đó chính là cái để mà cùng nhau tháo gỡ những khó khăn trong hiện tại, để mà cùng nhau nắm tới và vượt qua cái khó khăn này và hướng tới tương lai. Đó là cái điều mà tôi mong muốn. Rất cảm ơn các bác, rất cảm ơn mọi người. Chúc các bác một buổi sáng tốt lành. Đại dịch thì đến rồi, các bác vẫn phải giữ 5K tuyệt đối nha các bác nhé. Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người.